Ngoài số tiền trợ giá 1.000 tỷ đồng theo kế hoạch, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất tăng trợ giá cho xe buýt thêm 161 tỷ đồng trong năm nay. Trợ giá từ ngân sách tăng nhưng hoạt động của xe buýt ì ạch, kết quả không được như mong đợi khi xe buýt chỉ phục vụ được khoảng 10% nhu cầu đi lại của người dân. Doanh nghiệp vận tải xe buýt khó khăn, thua lỗ nên chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có đến 11 tuyến xe buýt có trợ giá buộc phải ngừng hoạt động. Tiền trợ giá cho xe buýt có hạn nên việc Sở Giao thông Vận tải muốn nắn chỉnh tuyến xe buýt hoặc mở mới tuyến xe buýt đến những địa điểm công cộng tập trung đông người là vấn đề không hề đơn giản. Thực tế cho thấy, dù Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa bến xe miền Đông mới vào hoạt động từ ngày 10 vừa qua, nhưng việc mở mới tuyến xe buýt để đưa khách từ bến xe miền Đông cũ ra bến mới và ngược lại đã không thể thực hiện do không có kinh phí trợ giá cho tuyến buýt này hoạt động. Ngoài khó khăn về trợ giá, xe buýt đang loay hoay với vốn đầu tư thay thế xe cũ, lạc hậu. Góp ý về vấn đề trợ giá cho hoạt động của xe buýt, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Mai, nguyên trưởng khoa kỹ thuật giao thông Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh từng cho rằng, các quốc gia có hạ tầng giao thông công cộng phát triển cũng đều phải trợ giá cho xe buýt, song việc này được đánh giá theo tiêu chí suất trợ giá trên một hành khách vận chuyển. Doanh thu và số lượng khách vận chuyển được nhiều hơn, doanh nghiệp sẽ được hưởng mức trợ giá cao hơn. Ngược lại, đối với doanh nghiệp không vận chuyển được khách nhưng vẫn đòi trợ giá thì sẽ bị loại bỏ. Khi xe buýt mới chỉ phục vụ được khoảng 10% nhu cầu đi lại của người dân, chi phí trợ giá đã là một gánh nặng với ngân sách thành phố.